Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ vừa qua. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Xin được cảm ơn các quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính trong chương trình. 37 người xét nghiệm lần 2 mới dương tính trong 53 ca COVID ở Hải Dương. Kính thưa quý vị, Hải Dương có 53 người dương tính, trong đó có 37 người xét nghiệm lần 2 mới ra kết quả dương tính. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cho biết, có 53 người dương tính mới phát sinh ở Hải Dương hôm nay. Tất cả các ca dương tính này đều ở tâm dịch thành phố Chí Linh. Đáng chú ý, 37 trường hợp dương tính là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Po Trang Việt Nam. Đã xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Những ca khác đều đang ở trong vùng phong tỏa ở khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Trước tình hình dịch phức tạp của dịch ở Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu các địa phương phải quán triệt sâu sắc phương châm 4 tại chỗ. Mỗi xã, phường, thị trấn phải chủ động bố trí một khu cách ly tập trung. Ông Phạm Xuân Thăng yêu cầu F1 ở nơi nào thì đưa vào khu cách ly của xã, phường đó. Cán bộ xã, huyện phải chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động trong việc quản lý, đảm bảo đời sống cho người dân ở khu cách ly, sẵn sàng phương án phong tỏa các khu dân cư có trường hợp F0. Bộ Y tế công bố thêm 20 ca dương tính mới. Trong khi đó, lúc 18 giờ ngày 3 tháng 2, Bộ Y tế đã công bố thêm 20 ca dương tính mới, nâng tổng số người nhiễm dịch ở nước ta lên 1.919 người. Theo Bộ Y tế, trong 20 ca dương tính mới ghi nhận, có một trường hợp được cách ly ngay tại khi nhập cảnh. Tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 14 trường hợp, bệnh nhân 1897, 1901, bệnh nhân 1903, 1911. Trong đó, 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và có 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 4 trường hợp, bệnh nhân 1892, 1895 là 4 F1 liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 1 trường hợp, bệnh nhân 1896 là 1 F1 liên quan đến ổ dịch huyện Yapa, tỉnh Gia Lai. Tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 1 bệnh nhân nhập cảnh là bệnh nhân 1902, nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 1 tháng 2, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG5925, được cách ly ngay tại Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2 tháng 2, bệnh nhân dương tính với dịch bệnh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.461 trên 1.911 bệnh nhân. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Ở nước ta là 48.829, trong đó 378 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 22.610 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 25.841 người cách ly tại nhà nơi lưu trú. Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mãn tính giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường tuyếp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng. 10 ngày dập dịch không phải là cái cớ để hỏi tội chính phủ. Kính thưa quý vị, khi cả nước đang hừng hực chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì dịch tái bùng phát tại Quảng Ninh rồi Hải Dương. Cả chính phủ lại hối hả vào cuộc. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch lại tiếp tục nhận lệnh lan xa vào vùng tâm dịch. Thế nhưng, đáng tiếc thay, sự nỗ lực ấy đang bị mang ra đánh giá, bỉ bôi, cân đong đo đếm, thậm chí xuyên tạc về một chính phủ mâu thuẫn, đấu đá nội bộ bởi phát ngôn dập dịch 10 ngày của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Khi nói quyết tâm dập dịch trong vòng 10 ngày, ai cũng hừng hực khí thế chống dịch. 10 ngày là cái mốc để thể hiện quyết tâm để mọi người nỗ lực hết mình. 10 ngày là khao khát có một cái Tết an lành cho nhân dân. 10 ngày là thể hiện sự nhất trí, đồng lòng của cả nước cùng chống dịch. Nhưng cái không thể ngờ, 10 ngày ấy lại là cái cớ để cho ai đó yêu cầu chính phủ phải dọn dẹp xong dịch, là cái cớ để quy đổi trách nhiệm cá nhân. Về phát ngôn 10 ngày dập dịch, khi tra lại các thông tin trước đó, một số tờ báo đã trích nguyên văn câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như thế này.
Đến giờ phút này, dù không chủ quan nhưng tình hình cũng đã được kiểm soát. Chiều hôm qua, chúng tôi đã tự hứa với nhau cố gắng trong 10 ngày khoanh trọn dịch. Đến nay, trừ 2 ngày, còn 8 ngày. Cố gắng từng giờ, từng phút khoanh gọn và dập được đúng hạn. Cố phấn đấu trước Tết, ông Công, ông Táo. Câu chuyện lời hứa 10 ngày vốn chỉ nằm gọn ở đấy. Vậy nên, nếu căn cứ vào lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long rằng lần bùng dịch lần này khó khăn hơn, phức tạp hơn các hẳn đợt dịch ở Đà Nẵng, thì lý ra cái điều mà chúng ta nên quan tâm ở đây không phải là thời gian 10 ngày hay 20 ngày mà chúng ta đã nỗ lực đối phó với dịch bệnh như thế nào. Tại sao không quan tâm đến việc những vị lãnh đạo chính phủ cùng với các vị lãnh đạo địa phương đã xuyên đêm vội vã, khẩn trương, trực tiếp chỉ đạo, làm việc để đưa ra những quyết sách tối ưu và nhanh nhạy nhất về chống dịch. Thậm chí, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, có rất nhiều người đã hoãn lại lịch trình di chuyển về quê ăn Tết. Thế nhưng, chẳng ai oán trách câu nào. Ấy thế mà, không hiểu sao có những kẻ mang danh là làm truyền thông, là người trực tiếp xông pha sát cánh cùng lãnh đạo nhà nước, chứng kiến những khó khăn, vất vả của họ mà lại cố tình có những câu hỏi móc ngoáy, quy đổi trách nhiệm đến lạ lùng như vậy. Chẳng lẽ các anh chị đã quên mất rằng chính phủ và người dân đã tạo ra những kỳ tích đáng kinh ngạc trong 3 đợt dịch vừa qua? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta đã kiểm soát tốt, không để lây lan nhiễm dịch ra cộng đồng, dẫn đến việc người ta đã không còn đeo khẩu trang nữa, các rạp chiếu phim còn những bộ phim doanh thu trăm tỷ bán ra hàng triệu vé, các khu du lịch đã chạy những chương trình khuyến mãi lớn, các giải chạy marathon hàng nghìn người tổ chức khắp nơi, báo cáo cuối năm của ngành công nghiệp vẫn tăng trưởng 2,65%, dẫn tới việc toàn dân háo hức đón Tết thì có quyền yêu cầu chính phủ phải làm tốt và tốt hơn nữa trong đợt dịch này. Lý ra, những người làm truyền thông phải là lực lượng tiên phong đưa thông điệp của chính phủ và cung cấp đầy đủ thông tin để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về trận chiến này, chứ không phải để đích thân người đứng đầu chính phủ chỉ đạo, chống dịch mạnh mẽ nhưng không để hoang loạn. Hãy nhớ mới đây, chính Thủ tướng đã nhấn mạnh việc phấn đấu trong 10 ngày kiểm soát được dịch bệnh là quyết tâm chính trị lớn, đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành và người dân phải chung tay thực hiện. Cha đẻ khẩu trang dệt 99% virus made in Việt Nam là ai? Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 9 năm 2020, Agile Nano, tờ báo công nghệ nano tại Anh, đưa tin về chiếc khẩu trang Waka Mono, một phát minh mới đến từ Việt Nam. Đây là khẩu trang y tế diệt virus đến 99% đầu tiên có mặt trên thế giới bằng công nghệ nanobiotech và đã được CE của châu Âu công nhận, cho phép ghi trên nhãn hộp, đăng ký bảo hộ tại Mỹ. Đầu tháng 2 năm 2021, giữa lúc tâm dịch đỉnh điểm diễn biến phức tạp hơn, 10 triệu khẩu trang y tế của thương hiệu này đã xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Bồ Đào Nha, Úc. Ông Lại Nam Hải, nhà sáng lập, điều hành và phát minh tại Waka Mono, đơn vị phát minh làm chủ công nghệ từ sản xuất nguyên liệu đến ra thành phẩm khẩu trang y tế diệt virus kể lại. Thời gian đầu, khi đi nói chuyện với các đối tác ở châu Âu về chiếc khẩu trang này, nó giống như là đi quảng cáo sản phẩm của một thương hiệu không có tiếng tăm lại còn có thể giúp cài lão hoàn đồng. Đa phần, đối tác đều hoài nghi rằng sản phẩm chỉ cản được chứ không thể diệt được virus, vi khuẩn. Từ khi nào anh có ý tưởng sáng chế khẩu trang y tế diệt virus? Trong suốt 10 năm làm nghiên cứu, tôi chưa từng nghĩ sẽ sản xuất ra khẩu trang. Ngày hôm qua, khi xem lại đoạn hình ảnh về ngày này năm trước, tôi nhớ mình còn đang chuẩn bị một chuyến du lịch ra nước ngoài rất tuyệt. Nhưng rồi, với thông tin về tình hình dịch bệnh, tôi và vợ đã quyết tâm hủy chuyến đi. Tôi về phòng lab làm việc suốt nhiều tháng ngày sau đó. Lúc đầu, khi chia sẻ ý tưởng nghiên cứu về sản phẩm, từ nhân viên đến bạn bè, ai cũng nói tôi khùng, điên. Nhưng dưới góc độ người làm khoa học, tôi nghĩ cần bắt tay vào làm điều gì đó. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu một chất có thể diệt virus. Đến cuối tháng 3 năm 2020, một loại hợp chất bio nano có nguồn gốc từ thiên nhiên mà chúng tôi đặt tên là Jersey chính thức ra đời, có khả năng diệt 99% các loại vi khuẩn cam âm và cam dương, cũng như các loại virus có màng và virus không có màng. Sau đó, mất 6 tháng để kiểm nghiệm và thu nhập kết quả. Mọi kết quả kiểm nghiệm trên virus đều vô cùng khả quan khi có thể tiêu diệt đến 99%. Đặc biệt, virus bị tiêu diệt ngay khi vừa tiếp xúc 30 giây. Đó là quãng thời gian làm việc say mê, ăn ngủ luôn ở phòng lab. Say mê giống như là đang yêu ai đó, có kêu chạy từ đầu này sang đầu kia thành phố để ngó mặt nhau một cái rồi về cũng sẵn sàng vậy đó. Việc đưa hợp chất, Jersey, diệt virus, vi khuẩn lên khẩu trang được thực hiện như thế nào, thưa anh? Trên thế giới, các loại khẩu trang hiện hành đều giống nhau ở cơ chế cản và lọc.
Ví dụ, như khẩu trang tiêu chuẩn N95 có thể lọc 95% hạt có kích thước xấp xỉ 0,3 micro. Có điều, virus có kích thước xấp xỉ 0,05 đến 0,2 micron, nhỏ hơn rất nhiều. Dù khẩu trang có thể cản được thì virus, vi khuẩn vẫn bám lại và virus có thể sống tới 7 ngày. Tôi quan ngại việc người dùng chạm vào bề mặt khẩu trang hay tiêu hủy chúng không đúng cách, cũng vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm virus. Xuất phát từ những điều này, chúng tôi đã phát triển khẩu trang y tế với đặc tính kép, vừa có khả năng lọc các loại mầm bệnh có hại, vừa có khả năng tiêu diệt virus, vi khuẩn bị mắc kẹt. Theo đó, trong cấu trúc 4 lớp của khẩu trang, một lớp vải bên trong sẽ được phủ che sai, diệt virus độc quyền do chính Wakamono sản xuất. Khi virus được tiếp xúc hoặc mắc kẹt trên lớp vải đó sẽ bị tiêu diệt. Không chỉ cản, khẩu trang của chúng tôi còn tiêu diệt virus, vi khuẩn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với tất cả các khẩu trang trên thế giới. Tìm ra được hợp chất diệt khuẩn, có nữa là phủ lên bề mặt vải và đưa được phần lọc vải này vào khẩu trang hoàn chỉnh. Chúng tôi đã phải thử nghiệm, chỉnh sửa rất nhiều lần để cho ra thành phẩm. Nói như vậy thì khẩu trang này không chỉ diệt virus. Khẩu trang của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và chứng minh hiệu quả tiêu diệt virus corona, loại virus màng bọc như virus cúm H1N1 và virus không màng bọc như virus bại liệt như polio loại 1. Và những điều này đã được kiểm chứng. Đúng vậy, hiệu quả tiêu diệt virus của khẩu trang đã được kiểm tra và chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm độc lập có uy tín và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn ISO 18184-2019. Ngoài ra, khẩu trang Wakamono đạt tiêu chuẩn cao nhất theo FDA Hoa Kỳ ASTM F2100 cấp 3 và CIIN 14683 loại IIR của châu Âu. Và để xuất khẩu đưa sang thị trường châu Âu thì các sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam. Ban đầu mọi thứ khá sơ khai, nhỏ gọn nên tôi sử dụng vốn cá nhân tích lũy cho dự án. Nhưng may mắn một điều là nhờ mọi thứ từ công nghệ, công cụ, nguyên liệu là do mình tự chủ, say mê nên có thể tạo ra những điều khác biệt hơn thay vì làm những điều quá sách vở trước đó. Lô hàng khẩu trang đầu tiên của Wakamono là bao nhiêu chiếc? 1 triệu chiếc xuất khẩu đi Ý. Sau đó, chúng ta đã xuất khẩu đi Bồ Đào Nha, Úc hay Mỹ. Các đơn hàng sau này của các đối tác đều tăng lên gấp 2-3 lần so với lúc trước. Chỉ tính riêng tháng 2 năm 2021, có khoảng 10 triệu chiếc xuất khẩu sang châu Âu. Các anh tìm kiếm khách hàng như thế nào? Thời gian trước, việc các quốc gia cấm quảng cáo qua Facebook cũng khiến cho việc giới thiệu sản phẩm không thuận lợi. Chúng tôi chủ yếu email đến từng đối tác là những đơn vị thuộc top 5 phân phối trong lĩnh vực này tại nhiều nước, đối thoại, thuyết phục và chứng minh về sản phẩm với họ. Phản ứng của đối tác về chiếc khẩu trang đầu tiên trên thế giới diệt được 99% virus corona như thế nào? Thời gian đầu tiên, việc chúng tôi nói chuyện với đối tác của châu Âu về chiếc khẩu trang này giống như là bạn đi quảng cáo một sản phẩm của một thương hiệu không có tiếng tăm lại có thể giúp cải lão hoàn đồng. Đa phần, họ đều hoài nghi rằng sản phẩm chỉ cản được chứ không thể diệt được virus, vi khuẩn. Cái khó nhất đó chính là lúc đối thoại và chứng minh cho họ. Mọi việc cực lắm, nhiều khi nghĩ lại không thể tưởng tượng là đã làm được. Thuyết phục họ thành công là một cảm giác cực kỳ sung sướng, đã lắm. Hiện tại, Wakamono đã làm bảo hộ sản phẩm ở Mỹ. Chúng tôi đã xuất khẩu thành công cho nhiều thị trường như Úc, Bồ Đào Nha, Mỹ. Tại sao các anh lại chọn thị trường quốc tế trước thị trường Việt Nam? Các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm đều được cấp bởi các cơ quan uy tín ở châu Âu nên chúng tôi chọn thị trường này. Bên cạnh đó, vào khoảng tháng 10, Việt Nam lại có rất nhiều thành công trong việc phòng chống dịch. Nhu cầu khẩu trang không nhiều trên thị trường, nội địa, chưa được tập trung. Thời điểm này, khi xin phép được các thị trường khó tính như châu Âu và bán được sản phẩm thì đó chính là bảo chứng, thuyết phục người tiêu dùng nội địa. Thời gian tới, không chỉ khẩu trang, chúng tôi sẽ phát triển nhiều sản phẩm bảo hộ trong lĩnh vực y tế. Trong suốt dự án làm khẩu trang, có kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất không? Có rất nhiều kỷ niệm vui, một vài đối tác ở châu Âu không sử dụng tiếng Anh khi trao đổi email làm việc. Có những email khi gửi cho chúng tôi, đối tác có hỏi, bạn có thực sự hiểu thứ tiếng của chúng tôi không? Tôi đã email lại là không, tôi dùng Google dịch mà. Đó là một câu chuyện vui, nhưng rõ ràng việc đối thoại hiểu được nhau là một trở ngại mà chúng tôi phải từng bước xử lý để đưa ra sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Cuối cùng, chúng tôi đã nói chuyện lại bằng tiếng Anh. Là một nhà khoa học đi bán hàng, anh cảm thấy trải nghiệm này như thế nào? Khá thú vị, bán hàng rất khó, khó nữa là bán hàng trong dịch. Lần này, tính chất sản phẩm cũng đặc biệt nên mọi việc đều phải do đích thân mình làm. Thêm nữa, vì tình huống cấp bách nên các đối tác cũng không cử nhân viên đi đàm phán mà đều là đích thân giám đốc, CEO sẽ làm việc với Wakamono.
Những cuộc gặp khiến tôi học hỏi được rất nhiều từ các doanh nhân, không phải họ muốn nhanh chóng để kiếm tiền đâu, mà thực sự họ rất lo lắng về dịch bệnh, muốn tìm những giải pháp tốt nhất cho đất nước của họ. Ở khía cạnh khoa học, khi làm những công việc này, tính cách của tôi cũng vì thế mà thay đổi khá nhiều. Rất nhiều thông tin phải bảo mật, chờ bảo hộ, rất nhiều quy trình mất thời gian, công sức. Tôi bởi vậy ít tham gia các hội nhóm, cố gắng giữ thông tin thật tốt. Nhìn lại cả dự án, có đôi khi tôi hoang mang, sợ và tự hỏi liệu có phải mình đang làm gì đó sai hay không. Trấn tĩnh lại, nhìn ở góc độ khoa học với các số liệu, dựa vào kinh nghiệm 10 năm rằng có thể kiểm soát được công nghệ lõi. Tôi nghĩ sớm muộn gì mình cũng hoàn thành, đừng bỏ cuộc. Con người hơn nhau ở lúc này. Tôi vẫn nhớ mình đã ghi câu nói này lên Facebook. Cuộc đời của mình có bao nhiêu lần mình có được trải nghiệm ở thử thách này không? Không bao giờ có lần thứ hai. Mình có dám hay không? Phải làm thật nhanh. Tôi muốn giúp đỡ được thật nhiều người.